Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Nếu như trước đây khi nghe đến laptop Gigabyte các bạn sẽ cảm thấy lạ lẫm, thì kể từ khi ra mắt cho đến nay, laptop Gigabyte đang dần có chỗ đứng trên thị trường và cực kỳ hot đối với các bạn học sinh sinh viên bởi mức giá rẻ nhưng cấu hình và ngoại hình thì không hề thua kém các sản phẩm khác cùng phân khúc. Và với hơn 18 triệu đồng, các bạn sẽ sở hữu cấu hình mạnh mẽ với Intel Gen 11 card đồ họa rồi RTX 3050. Và giờ cùng mình khám phá chiếc laptop này nhé. Không hầm hố như những chiếc laptop gaming trên thị trường, Gigabyte G5 sở hữu thiết kế tối giản nhưng rất hiện đại với tông màu đen chủ đạo, phần nắp máy và khung bàn phím được hoàn thiện theo kiểu phẳng lì, logo hãng nổi bật được đặt ở chính giữa. Tuy nhiên dễ bám vân tay nên các bạn lưu ý vệ sinh thường xuyên nhé. Có lẽ vì hướng đến đối tượng người dùng là các bạn trẻ cần sự linh hoạt hay di chuyển nhiều nên cân nặng của G5 không quá nặng, khoảng 2kg. Bởi G5 sở hữu thiết kế vỏ nhựa giúp máy nhẹ hơn, cho khả năng thoát nhiệt tốt hơn và quan trọng là mang đến một mức giá cực kỳ hợp lý nhưng chất lượng hoàn thiện vẫn cực kỳ ổn, bản lề thì khá chắc chắn. Và là một mẫu laptop gaming nên màn hình này được thiết kế để giúp các bạn có nhiều lợi thế hơn khi chơi game. Với kích thước màn hình là 15.6 inch, Full HD, tấm nền IPS và đặc biệt điểm sáng trên chiếc màn hình này là tần số quét 144Hz. Và với 144Hz thì sẽ hạn chế tối đa tình trạng giật lag hay xé hình khi nhân vật có các chuyển động nhanh, giúp các bạn phản ứng nhanh chóng khi chơi game, không bỏ qua bất cứ chuyển động nào trong game, nhất là với các tựa game về bắn súng hay các tựa game eSports. Và ba cạnh màn hình thì mỏng, cạnh trên có trang bị webcam, rất phù hợp cho các bạn học sinh sinh viên phục vụ việc học online. Màn hình này sẽ là màn hình LCD chống chói 100% sRGB và mang đến chất lượng hình ảnh khá đẹp, màu sắc tươi tắn. Thế nên ngoài việc chơi game ra thì vẫn có thể phục vụ học tập và giải trí cơ bản như nghe nhạc, xem phim. So với phiên bản cũ thì ở phiên bản mới này, G5 có giá tiền rẻ hơn nhưng cấu hình lại được nâng cấp và vẫn rất là mạnh mẽ. Cấu hình chơi game cực tốt trên độ phân giải Full HD, Intel Core i5 11400H, 16GB RAM nhưng có thể nâng cấp tối đa 64GB, 512GB SSD và NVIDIA RTX 3050. Về game thì AnFat có test 3 tựa game ở mức max setting là LOL, Dota 2 và CSGO, đều có mức FPS cực kỳ ổn định. Và ở phần test thì các bạn cũng có thể thấy được là nhiệt độ không phải là vấn đề quá lớn khi các bạn chơi game trong một thời gian dài ở trên Gigabyte G5. Và ở đây, chiếc laptop gaming này thì được trang bị hệ thống làm mát WinFox mới nhất, hai quạt và 4 ống dẫn nhiệt được bố trí bên trong máy. Trong đó có hai ống dẫn nhiệt chuyên dụng cho CPU và GPU, ba lỗ thoát khí và cửa hút lớn phía bên hông máy cho luồng không khí lưu thông hiệu quả. Và cả CPU và GPU sẽ luôn thể hiện hết công suất 100% khá ổn định mà không phải lo bị lag giật. Và xuống đến phần bên dưới là bàn phím. Ở đây chúng ta sẽ có bàn phím tiêu chuẩn, có tích hợp bàn phím số phụ thuận lợi cho những ai làm công việc nhập liệu, hành trình phím sâu, khoảng cách giữa các phím hợp lý, LED mặc định ở bàn phím là LED đơn sắc và có thể điều chỉnh sang LED RGB theo sở thích của các bạn bằng phần mềm có sẵn của Gigabyte. Cổng kết nối ở trên Gigabyte G5 vẫn giữ thiết kế của những thế hệ trước, đầy đủ xung quanh máy, bao gồm mini DisplayPort, cổng HDMI để các bạn có thể dùng xuất ra một màn hình rời để sử dụng cực kỳ thuận tiện, cổng mạng LAN RJ45, bên phải thì có khe thẻ SD, một cổng USB Type-C, một cổng USB Type-A, bên trái thì có một cổng USB Type-A, một cổng USB 2.0, một jack tai nghe, một jack dành cho micro. Và ngoài các kết nối có dây thì khi không có dây kết nối mạng, kết nối Wi-Fi 6 không dây hoạt động khá mạnh cho kết nối mạnh mạng nhanh chóng và ổn định để không làm gián đoạn khi các bạn chơi game. Tổng kết lại với mức giá đang rất hợp lý hơn 18 triệu đồng mà có cả card đồ họa rồi RTX 3050 thì các bạn sẽ có một cấu hình xứng đáng để có thể chiến game. Thiết kế chắc chắn, nhẹ, tính linh hoạt cao thì các bạn đừng bỏ qua laptop gaming Gigabyte G5 nhé. Và cuối cùng thì link sản phẩm mình sẽ để dưới phần mô tả để các bạn có thể click vào. Hẹn gặp mọi người ở trong những video sau.